gấp đủ 1.000 hạt giấy. Ba ơi, thiên đường xa lắm hả ba? Con đã gạch gần hết quyển lịch rồi, mà mẹ còn chưa về nữa. Xa lắm con ạ. Vậy bao giờ mẹ mới về với con? Bây giờ thì chưa được con ạ. Nhưng bất kỳ lúc nào mẹ cũng luôn dõi theo con đấy. Giờ thì ăn đi ông tướng, rồi bố dẫn con đi gặp một người đặc biệt. Ai mà đặc biệt vậy ạ? Bí mật, một lát nữa gặp con sẽ biết. Chú chào An. Chú đưa em mình đến chơi với con này. Con ở đây chơi với chị nha. Ba ra ngoài nói chuyện với bác Tiến một chút. Chị ơi, sao chị gấp nhiều hạt giấy thế làm gì ạ? Nói chị kể rằng hạt giấy này ẩn chứa một phép nhiệm màu kỳ diệu. Khi nào chị gấp đủ 1.000 con hạt giấy, điều ước khỏi bệnh của chị sẽ thành hiện thực. Thật ư? Em cũng muốn gấp 1.000 con hạt để mẹ em nhanh về với em. Thế mẹ em đi đâu? Ba em bảo mẹ em đang ở thiên đường, nơi đó xa lắm. Em đã gạch hết cả một quyển lịch mà mẹ vẫn chưa về. Vậy nên chị dạy em gấp hạt để mẹ nhanh về với em nha. Được rồi, để chị dạy em gấp nha. Con hạt thứ 50 rồi. Không xong rồi anh ơi, bé An nó lại nguy kịch rồi. Hiện giờ con bé sao rồi anh chị? Bác sĩ bảo sao? Cầm chừng thôi anh ạ. Tội nghiệp con bé, thấy nó nằm đó đau đớn, tôi cũng như đứt từng khúc ruột. Chị An ơi, chị An làm sao vậy ạ? Giờ chị An đang rất mệt. Bây giờ bố con mình về đã, mai bố lại đưa con vào với chị nha. Ngày mai mình sẽ mang cho chị An một nửa số hạt của mình. Thôi, mình sẽ cho chị hết chỗ này luôn. Ngày nào cũng phải tiêm đau đớn như vậy, chắc chị ấy mong về nhà lắm. Hóa ra, lâu nay còn gấp hạt là để tặng chị An hả? Dạ, chị An bảo hạt giấy có thể biến điều ước thành hiện thực đó ba. Minh, em đến chơi với chị hả? Em có quà cho chị nè. Em cho chị cả đó. Em sẽ gấp thêm cho chị nữa để điều ước của chị nhanh thành hiện thực nha. Cảm ơn em. Điều ước của chị sắp thành hiện thực rồi. Sau này chị hết bệnh, chị lại gấp hạt trả lại cho em nha. Lúc ấy chị sẽ gấp được nhanh hơn bây giờ luôn. Chị hứa rồi đó nha. $999, 1.000. Ba ơi, mình vào viện thăm chị An đi, xem chị đã sắp được về nhà chưa ạ? Anh bảo sao? Bé An nó mất rồi sao? Trời ơi, tội nghiệp con bé quá. Ba ơi, chị An đâu? Chị đến thiên đường con ạ. Ba nói dối. Mẹ ba cũng bảo ở thiên đường, giờ đến chị An ba cũng bảo ở thiên đường. Thiên đường là một nơi xấu xa, kể cả hạt giấy cũng lừa con, chẳng có điều ước nào hơn. Minh, hạt giấy là đồ nói dối, đồ xấu xa, mình ghét hạt giấy, chẳng có phép nhiệm màu nào hơn. Kia là... gửi bé Minh. Minh ơi, chị cùng hạt giấy đã bay đến thiên đường rồi. Ở đây chị không đau và cũng không phải đi bác sĩ nữa. Chị đã gặp mẹ em và kể cho bà nghe câu chuyện về cậu bé Minh luôn biết yêu thương và chia sẻ với chị. Mẹ em vui lắm. Mẹ và chị mong em sẽ luôn giữ được niềm hy vọng, luôn san sẻ yêu thương với những người xung quanh, giống như những gì mà em đã làm cho chị em nhé. Hạt giấy không nói dối con ạ. Hạt giấy đã đưa chị An đến một nơi thật hạnh phúc. Mẹ con cũng thế.
con hãy tiếp tục yêu thương và sẽ chia với những người khác như đã làm với chị con nha. Vâng, thưa ba. Giàu do đâu? Đã lâu rồi, tại một đất nước phương Tây, có hai người bạn từ thuở đôi mươi đã rất giàu có. Lâu lắm rồi mới có bữa nhậu với thằng bạn chí cốt giữa vùng biển hoang sơ thế này. Nào nhà thơ trẻ, cùng nâng cốc nào. Không ngờ được cái thằng John Max cùng thấm mưa với mình ngày nào lại trở thành ca sĩ chứ. Tôi đang nghĩ cái gì quyết định cuộc đời của mỗi chúng ta, theo tôi chính là số phận. Số phận cả đấy Alex ạ. Cách đây không lâu, tôi chỉ biết hát cho đám trẻ con trên phố nghe thôi. Số phận đã sung rủi cho tôi. Một lần tôi nghêu ngao hát thì bá tước Luigi, ông thầy trong giới âm nhạc đi ngang qua, nâng đỡ tôi từ đó luôn. Và tôi đi theo con đường ca sĩ. Tiền mới quyết định cuộc đời. Cậu chưa quên nhà gia sản bà dì giàu có của tôi tặng quyền thừa kế. Tôi mới tự in ấn được tập thơ đầu tay hả? Cậu sai rồi. Tất cả là nhờ ở sự định đoạt của số phận. Không đúng đâu, tiền mới quyết định được. Trong kia, anh ta còn nghệ sĩ hơn cả hai ta cộng lại. Này anh bạn, không chơi thì vào nhậu cùng bọn tôi, nhân tiện cùng tranh luận câu chuyện này. Sức đâu mà tranh với luận, khi mà đã sang ngày thứ hai, tôi đây không có gì bỏ bụng rồi. Đây chính là điều chúng ta đang cần. Qua đây sẽ biết được cái gì quyết định, tiền hay số phận. Chúng tôi không thiếu tiền, anh bạn cứ cầm lấy đi. Làm những gì mà anh bạn muốn thì sẽ thay đổi cuộc đời anh từ lúc này. Để xem có đúng là như vậy không. Một năm nữa chúng tôi sẽ quay lại tại đây để gặp anh, xem thử tiền giúp gì cho anh. Tôi không nằm mơ đấy chứ. Không hề mơ. Thật cảm ơn hai người. Hẹn một năm nữa gặp lại. Trước hết phải làm một bữa no nê đã. Đứng lại, con quả khoan quái quỷ kia, trả lại tao cái mũ đây. Một năm sau. Sao anh vẫn bật bông với cây guitar thế này? Tôi biết làm gì khi chẳng có chi khác trước. Con quả khoan đã cướp toàn bộ số tiền của tôi rồi. Nào, cậu đã công nhận chưa? Còn gì ngoài số phận đã xui khiến con quả không dưng lại giật đi đúng cái mũ bê rê chứa tiền của Ken? Điều đó đã chứng minh không phải tiền mà là số phận mới quyết định tất cả. Bây giờ thì để tôi cho các anh thấy điều đó. Anh bạn, hãy cầm lấy cây kim băng này. Có thể là anh sẽ phải cần đến nó hơn tiền đấy. Tôi muốn nói rằng cái quyết định cuộc đời mỗi người không phải tiền mà nhất định là số phận. Cho dù anh cầm cả đống tiền cũng có thay đổi được gì đâu. Hãy xem sau một năm số phận sẽ đưa anh tới đâu. Một thời gian sau. Lương thực dự trữ hết cả rồi. Xem ra phải gác cái guitar chẳng gãy ra tiền này, lo kiếm cái ăn trước đã. Nhưng ngoài cái guitar này, mình chẳng có lấy một tài sản đáng giá, biết lấy gì sinh sống cho qua ngày đây. Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Chuyện đến ở cạnh biển mà không nghĩ ra sẽ câu cá. Cây kim băng này sẽ uốn thành được cái lưỡi câu rất tuyệt vời. Ngoài tố chất nghệ sĩ thì cái Ken có thừa ấy chính là lòng kiên nhẫn. Vừa hay, đúng là phẩm chất cần thiết của một người đi câu. Có thế chứ, cuối cùng thì mình cũng đợi được. Dần dà, số cá câu được không chỉ khiến Ken ăn thỏa thê mà còn dư để bán. Chỉ nửa năm sau, Ken tậu được thuyền lớn cùng với lưới đánh cá. Giờ thì anh trở thành chàng ngư dân nghệ sĩ nhất vùng. Nhiều năm sau. Còn về phần nhà thơ và ca sĩ, họ bận nhiều việc mà quên bẵng đi anh chàng đánh guitar nghèo khó bên bờ biển xa xôi. Nhiều năm sau mới sực nhớ và quyết định đi thăm chàng. Đúng là có quá nhiều thay đổi rồi. Đây có đúng là nơi túp rượu cũ của anh chàng chơi guitar ấy không? Xin chào chị. Làm ơn cho chúng tôi hỏi thăm, chị có biết anh Ken chơi guitar bây giờ ở đâu không?
Hai anh quen chồng của tôi sao? Mình ơi, mình ra xem ai này. Đúng là anh rồi. Tôi chờ hai anh quay lại đây mãi, cuối cùng cũng được gặp rồi. Mình ơi, hãy chuẩn bị đồ ăn thật ngon nha. Đây là những người bạn cũ tốt bụng của tôi. Ken bắt đầu kể lại đúng thứ tự toàn bộ những gì diễn ra với mình sau khi anh ca sĩ và nhà thơ đi khỏi. Tôi cũng không nghĩ với cây kim băng của tôi lại liên quan tới một người dân thực thụ. Vậy đó. Và rồi một ngày dông thuyền ra khơi, tôi gặp được vợ tôi bây giờ. Hai chúng tôi cùng si mê nhau. Vậy là số phận đã quyết định cuộc đời của Ken. Các anh thấy không? Lần này tôi đã cho các anh thấy. Đừng vội. Tôi vẫn nhớ câu chuyện năm xưa của hai anh đây. Hãy nghe phần sau của câu chuyện đã, vì nó có liên quan đến hai anh đấy. Sau khi lấy nhau, tôi quyết định bỏ túp lều, nghĩ bụng dù có phải vay mượn cũng sẽ xây căn nhà khang trang cho vợ mình. Không ngờ, từ ống khói túp lều cũ, cái tổ quả rớt xuống với chiếc mũ BG đựng tất cả số tiền vàng năm xưa các anh tặng cho tôi. Chúng tôi đã dùng số tiền đó xây nhà mà không cần vay mượn gì nữa. Bây giờ thì tôi có thể gửi trả hai anh số tiền này rồi. Nhưng còn cây kim băng thì tôi muốn giữ lại làm kỷ niệm. Cậu đã thấy tôi nói đúng chưa? Chỉ có tiền mới đổi vận cuộc đời được thôi. Vớ vẩn là số phận. Nếu không có cây kim băng của tôi thì anh ấy mãi chỉ ngồi trong cái liều tồi tàn thôi. Thôi, hai anh dừng lại. Cho phép tôi nói ý kiến của mình nha. Theo tôi thì tiền vẫn là tiền, số phận vẫn là số phận. Điều chính yếu nhất quyết định cuộc đời một người là sự cần mẫn, kiên nhẫn và say mê lao động kia. Cũng có thể là gia sản từ người gì giàu có đã giúp anh. Bởi đã bao năm anh nghèo đói, không danh tiếng. Nhưng mặt khác, anh có tài năng và anh đã không từ bỏ niềm yêu thơ của mình. Còn anh bạn ca sĩ của tôi, ngày ba thước anh gặp đã mang đến vinh quang cho anh. Nhưng đó là bởi vì anh đã không ngừng hát, hát bằng tất cả khả năng và say mê của mình. Còn những gì đến với tôi đều do làm ra cả. Đó là nhờ đôi tay và sự nhẫn nại đã mang lại cho tôi. Các anh công nhận chứ? Dường như anh ta nói đúng. Không ngờ câu trả lời cho vấn đề chúng ta coi là hóc búa nhất lại đơn giản đến thế. Dừng lại đúng lúc. Anh để ý một tí chứ. Em vừa lau xong mà anh lại dẫm chân bẩn lên rồi. Đã không làm còn cứ bày biện thêm à. Em có thấy cái cà vạt màu kia anh để ở đâu không? Để ở đâu thì nó vẫn ở đó thôi mà. Hình như sắp mưa rồi. Anh rút hộ em quần áo phơi trên gác với. Em chạy ù ra chợ kẻo muộn. Anh đang bận lắm, em tự làm đi. Anh bận gì mới được chứ. Dùng tạm cái cà vạt khác cũng còn sao đâu. Em chẳng hiểu gì cả. Lát nữa anh phải đi cùng tổng giám đốc. Có mỗi bộ này là đàng hoàng nhất thôi, mà nó chỉ hợp với cái cà vạt đó. Lấy tạm cái này vậy. Đồ với Đạt chẳng biết đằng nào mà lần. Không hiểu em sắp xếp cái kiểu gì nữa. Anh giỏi thì đi mà làm. Đừng có cái gì cũng đổ lên đầu em. Không làm thì để đấy. Có tí việc mà ngày nào cũng căng nhăn. Đến tối không phải chờ cơm đâu. Cứ dọn xong là lại bới lên lung tung. Việc gì cũng đến tay. Đúng là chán chẳng buồn nói. Hôm nay chúng mình gặp nhau ở quán cà phê dessert nhé. Anh có một bất ngờ muốn dành cho em. Thật mừng vì anh được gặp lại em. Em vẫn đẹp như ngày xưa. Anh quá khen đấy chứ. Em già đi nhiều rồi. Suốt ngày lu bu việc cơ quan rồi việc nhà anh ạ. Người phụ nữ trong gia đình luôn phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm, đặc biệt là những việc không tên. Chắc em phải vất vả nhiều lắm. Giá mà ai cũng hiểu được như anh thì tốt. Ý em nói ai cơ? Không, ý em là anh hiểu phụ nữ như thế, sau này vợ của anh thật là có phước đấy. Tiếc là anh đã để vuột mất người con gái ấy rồi. Trà của anh chị đây ạ. Anh cảm ơn. Em vẫn thích thêm một chút mật ong khi uống trà này đúng không? Anh vẫn còn nhớ sao? Đến em còn không nhớ nữa. Anh nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em mà. Có lẽ em nên dành thêm thời gian cho bản thân. Tinh thần mình có thoải mái thì cuộc sống mới vui vẻ được.
thoảng em cho anh cơ hội cà phê nói chuyện với em nha. Alo, alo, cậu đến gặp mình ngay đi, có việc rất gấp. Có chuyện gì thế? Nghe giọng cậu hốt hoảng quá. Bây giờ mình không nói được, cậu phải đến với mình ngay. Mình không thể chịu đựng nổi nữa, mình chết mất. Ơ, thôi, thôi được rồi, cậu bình tĩnh đi đã, mình tới ngay đây. Cậu đang ở đâu? Có chuyện gì mà gấp thế? Em yêu. Anh yêu của em. Hả? Ơ, kia, kia chẳng phải là anh Dũng sao? Anh ấy đi với ai thế kia? Mình phải lật mặt anh ta. Sao anh ta có thể làm như thế được? Không được đâu. Cậu đang mất bình tĩnh đấy. Thế mình phải làm sao bây giờ? Bao lâu nay anh ta lừa dối mình để đi với cô ta, phải làm cho ra nhẽ. Nè, bây giờ cậu xông vào đó làm ầm lên thì chỉ hạ thấp danh dự chính mình mà thôi. Danh dự? Để làm cái gì chứ? Tất cả đã sụp đổ hết rồi. Gia đình của tôi tan nát rồi Nhung ơi. Tại sao? Tại sao vậy? Liễu ra sao rồi ạ? Nó đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn còn yếu lắm. Bác ra ngoài mua chút gì cho nó ăn, còn khuyên nó giúp cho bác nha. Dạ vâng ạ. Sao không để cho mình chết đi cho rồi? Cậu nói thế mà nghe được hả? Sao lại dại dột thế chứ? Còn mẹ cậu thì sao? Cậu phải kiên cường lên chứ. Cậu không ở trong hoàn cảnh đó thì không thể hiểu được nó đau đớn dậy vò đến mức nào đâu. Anh Dũng có đến thăm cậu chưa? Anh ta có đến, nhưng mình không muốn gặp. Cứ nghĩ đến gặp anh ta mình lại thấy ghê sợ lắm. Cậu bình tĩnh đã. Biết đâu anh ấy đã hối hận rồi. Cuộc sống gia đình biết bao nhiêu là áp lực. Có thể anh ấy căng thẳng quá nên mới say nắng cô ta thôi. Chẳng lẽ cứ gặp áp lực là sẵn sàng bỏ bê gia đình, phản bội lại niềm tin của vợ để chạy theo người thứ ba hay sao? Đúng là cô ta trẻ trung, xinh đẹp hơn mình. Nhưng thử hỏi, những thứ hào nhoáng đáng giá bằng tình nghĩa vợ chồng cùng chia ngọt sẻ bùi bấy lâu nay hay không? Nếu như là cậu, cậu có chấp nhận được sự phản bội như thế không? Em vẫn thích thêm một chút mật ong khi uống trà này đúng không? Anh nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em mà. Có lẽ em nên dành thêm thời gian cho bản thân. Tinh thần mình có thoải mái thì cuộc sống mới vui vẻ được. Alo, em có chuyện gì không? Anh liên lạc mãi mà em không bắt máy. Em xin lỗi, hôm nay có việc đột xuất nên em không đến được. Em không sao là tốt rồi, chúng mình hẹn nhau hôm khác nha. Em nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa. Vì sao thế? Vì như thế sẽ tốt hơn. Thôi em phải đi rồi, chào anh nha. Sao hôm nay lại tặng quà cho anh thế này? Hôm nay tình cờ thấy chiếc cà vạt đẹp nên em mua thôi mà. Từ giờ em sẽ lo chu đáo hơn việc ăn mặc của anh, để mọi người biết anh có người vợ tuyệt vời như thế nào. Anh xin lỗi, hôm trước anh rối quá nên nặng lời với em. Thực ra anh luôn biết là em rất tuyệt vời mà. Em tưởng là anh không biết cơ. Anh lúc nào cũng vô tâm, chẳng để ý gì cả. Em lo toan việc gia đình mệt mỏi lắm đấy. Anh biết là gần đây anh hơi vô tâm. Anh vốn không phải người lãng mạn mà. Nhưng anh sẽ cố gắng chia sẻ với em nhiều hơn nữa nha. Anh nói thì phải nhớ làm đó nha. Tuân lệnh vợ, vợ là số 1. Cái anh này. Người lạ cứu mạng. Joseph, con đang ở đâu? Con có biết là mẹ nhớ con lắm không? Làm ơn mang con trai tôi về với tôi. Tôi sẽ làm thật nhiều việc thiện để tích đức. Phải rồi.
hay là mình làm như thế? Việc xấu ngươi làm thì ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm sẽ trở lại với ngươi. Những ngày sau đó, hôm nào bà Mary cũng để lại một ổ bánh mì bên cửa sổ cho những người không may cơ nhỡ. Và hôm nào người đàn ông đó cũng đi qua, cầm lấy ổ bánh mì rồi nói lại câu nói đó: việc xấu ngươi làm sẽ ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm sẽ trở lại với ngươi. Cái ông già này, người ta đã làm phước vậy mà không nói được một lời cảm ơn, còn nói những điều khó nghe đó. Cả tháng nay rồi, hắn ta có ý gì chứ? Chẳng lẽ mình không cho ông ta lấy bánh mì nữa? Chắc chắn hôm nay hắn ta sẽ lại đến và lại nói những lời cay nghiệt đó. Mình sẽ làm cho hắn biến mất. Đây là ổ bánh mì đặc biệt dành cho ông đấy. Việc xấu ngươi làm thì ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm sẽ trở lại với ngươi. Khoan đã, chiếc này bị cháy rồi, để tôi đổi cho ông chiếc khác. Mình đang làm gì thế này? Suýt chút nữa mình đã hại chết một mạng người rồi, mình điên rồi. Trời, sếp, con đang ở đâu? Mẹ thực sự đã nhớ con đến phát điên rồi. Mẹ làm tất cả những việc này cũng chỉ là để mong con quay về. Sao đến bây giờ con vẫn chưa về? Mẹ! Joseph, mẹ có nằm mơ không? Joseph, con trai của mẹ, con đã về rồi đây. Thời gian qua con đã ở đâu? Con có biết từ lúc con mất tích sau trận bão tuyết đó, ngày nào mẹ cũng mong chờ tin tức của con và cầu nguyện cho con trở về bình an không? Con được người ta cứu trong trận bão tuyết, nhưng bị thương nặng mãi mới hồi phục được. Con không cách nào liên lạc được với mẹ. Đến ngày bình phục, họ còn trang bị lương thực cho con để trở về. Nhưng không may giữa đường con bị bọn cướp lột sạch. Dù bị bỏ đói mấy ngày liền, nhưng con vẫn cố gắng đi tiếp. Khi cách nhà mình cả dặm đường, con đã gục ngã vì đói. Con nghĩ rằng mình đã bỏ mạng rồi, nhưng con đã gặp một người. Thấy con như vậy, ông ta đã cho con nguyên một ổ bánh mì ngon và một chút nước. Vì thế mà con mới có thể tiếp tục bước đi và trở về nhà gặp mẹ. Vậy sao? Người đó thật tốt bụng. Vâng, ông ấy còn nói một câu rất lạ. Cái gì mà việc xấu ngươi làm sẽ ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm sẽ trở lại với ngươi. Còn nói sao? Lẽ nào chính là ông ấy? Mẹ biết ông ấy sao? À không. Trời ơi, nếu như mình không đổi lại ổ bánh mì có độc đó, thì biết đâu người trúng độc là con trai mình thì sao? Mẹ sao thế? Mẹ không sao, con trở về là mừng rồi. Ông ấy nói đúng, việc xấu ta làm sẽ ở lại với ta, còn việc tốt ta làm sẽ trở lại với ta. Con hãy ghi nhớ rõ điều này. Dạ. Trong cuộc sống luôn tồn tại luật nhân quả. Những gì bạn làm hôm nay là căn nguyên cho những sự việc sẽ đến với bạn trong tương lai. Bởi vậy, hãy luôn sống tốt để không bao giờ phải hổ thẹn với lương tâm mình. Buổi diễn thuyết triệu đô. Ông Smith, ông có thấy rằng hệ thống giáo dục của nước ta đang có rất nhiều khiếm khuyết không? Khiếm khuyết? Ý ông là sao hả Cross? Ngay từ khi còn học ở đại học, tôi đã thấy phương pháp giáo dục của chúng ta rất cổ hủ. Chúng ta cần phải đổi mới nó, áp dụng khoa học mới nhất trong việc giảng dạy. Đó là việc của các nhà lãnh đạo,
đâu có liên quan đến chúng ta. Nếu như tôi được làm hiệu trưởng của một trường đại học bất kỳ, tôi tin rằng tôi có thể sửa chữa những khuyết điểm đó. Bằng cách nào? Tôi phải có 1 triệu đô la. Nhưng biết lấy số tiền đó ở đâu? Mình phải làm gì để có được 1 triệu đô bây giờ? Mình chỉ là một giáo sĩ truyền giáo, làm sao đủ khả năng kiếm được số tiền lớn như thế? Ông mệt lắm à. Suốt 1 tuần nay, tôi thấy ông cứ trăn trở mãi về chuyện mở trường đại học. Ý tưởng của ông rất hay, nhưng có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có được 1 triệu đô. Ông hãy từ bỏ đi. Bỏ là bỏ thế nào? Tôi sẽ kiếm đủ 1 triệu đô. Tôi sẽ vận động quyên góp. Tôi phải có 1 triệu đô. Thưa mọi người, tôi là Cross, giáo sĩ truyền giáo. Tôi đang có một hoài bão thay đổi phương pháp giáo dục của nước ta. Tôi cần 1 triệu đô. Mọi người hãy cùng tôi thực hiện hoài bão đó bằng cách bỏ tiền vào chiếc thùng này. Đã hơn 1 tháng rồi, công việc quyên góp chả tiến triển được chút nào. Chỉ có vài trăm đô. Đến bao giờ mới được 1 triệu đây? Phải tìm cách khác thôi. Thấm thoát đã 2 năm rồi, lúc nào cũng trăn trở suy nghĩ. Đã đến lúc mình phải hành động rồi. Phải rồi, mình phải quyết tâm. Trong vòng 1 tuần lễ phải kiếm được 1 triệu đô la. Mình sẽ tổ chức một buổi diễn thuyết để thuyết phục mọi người ủng hộ cho ý tưởng của mình. Cầu xin Thượng Đế cho bài diễn thuyết của con thu hút được sự chú ý của một người nào đó có khả năng và bằng lòng quyên góp số tiền này. Mình quên bản thảo ở nhà rồi. Trời ơi là trời. Đúng rồi, trước khi đi mình có tập lại lần cuối. Lại quên không để lại vào đây. Làm thế nào đây? Thôi được, mình sẽ nói mà không cần bản thảo đó. Xin chào toàn thể các quý vị khán giả. Tôi là Frank Cross. Chủ đề mà tôi muốn nói trong buổi diễn thuyết ngày hôm nay là nếu có 1 triệu đô, tôi sẽ làm gì? Đây là những suy nghĩ nơi sâu thẳm trái tim tôi, là những lời được đúc kết bằng cả tâm huyết và lòng quyết tâm sâu sắc. Tôi không chỉ nói điều này cho những người nghe đang có mặt nơi giáo đường, mà còn nói với các vị thần linh. Bài diễn thuyết của ông Cross đã thuyết phục hàng ngàn người nghe có mặt trong giáo đường. Ai nấy đều vỗ tay không ngớt để tán thưởng. Chà, ông ấy nói hay quá. Ông ấy nói rất thật nữa. Nếu nền giáo dục của chúng ta mà được như thế thì còn gì bằng. Thưa ngài, tôi rất thích bài diễn thuyết của ngài. Tôi tin tưởng rằng nếu ngài có 1 triệu đô la, ngài sẽ làm được những điều ngài nói. Để chứng minh sự tin tưởng của tôi vào bài diễn thuyết, sáng mai ngài có thể đến văn phòng của tôi để nhận 1 triệu đô la. Một người nếu có được ham muốn cháy bỏng làm hậu thuẫn thì mục tiêu của người đó sẽ có sức sống lâu bền. 36 tiếng đồng hồ sau khi hạ quyết tâm và đặt ra kế hoạch hành động cụ thể, Cross đã có trong tay 1 triệu đô la. Ông đã dùng số tiền này để xây dựng trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Illinois hiện nay. 1 triệu đô la này xuất phát từ một ý niệm mà đằng sau nó là khát vọng được ấp ủ trong suốt 2 năm trời. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!